Thôi lên anh em. Đấy. Mời anh em nhé. Đấy, nay là được con cá nó hơi to tí. Anh em nhắm tạm thôi. Ngon. Ôi giời ơi, ớt. Được hạt. Cay không? Cay. Đây là anh em. Chấm vào bát này nó mới là đẳng cấp. Cái này không mùa không? Ui. Nó mệt rồi. Cái chấm hay cái chép gì đấy? Ui, chép. Đỏ, chép đỏ. Chép đỏ. Ngồi. Cả buổi chiều được một con bé bé. Ui trời ơi. Ui giời, cái cá bé kia nó phá mình kinh quá. Chép đúng không? Chép. Chép bé. Cá chép. Nhưng mà cũng được. Con này nói chung là chắc được tầm mấy lạng thôi à? 5 lạng nhỉ? Tầm đấy. 4-5 lạng. Đây, đi sang này. Chép sông này sẽ ăn ngon hơn nhiều đấy. Ui giời ơi. Tuyệt vời. Mồm đớp đớp. Ngâm này lâu lâu lại nhâng lên thôi. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Thích Kiếm Ăn của mình. Hôm nay thì mình không lên rừng nữa. Hôm nay là mình sẽ đi câu sông. Ở đây là cái con sông này là khu thủy điện Cốc Ly của tỉnh Lào Cai nhá. Vì em ở Lào Cai mà. Ở đây có cái khu du lịch Hang Tiên ấy. Thì bác nào lên Google bác xem là Hang Tiên nó ở đâu, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay anh em mà câu lăng xê thôi. Vì là nước rất là lớn. Đấy, câu lăng xê thì mình mồi chùm này là được cá nào nó dính là dính thôi. Để xem hôm nay câu được những cái loại cá gì ở cái con sông này. Thì khi mà câu lên rồi thì anh em bọn em sẽ chiến luôn tại chỗ. Đấy. Anh em thấy không, đây này. Đồ anh em là đầy đủ hết nha. Có cả sạc điện thoại bằng tấm năng lượng mặt trời chuyển qua modun. Đâu em đưa cái modun để cho mọi người xem. Đấy. Sạc hai cái nhá. Đây, hiện tại là đang sạc cả hai điện thoại luôn. Đấy, sạc bằng tấm năng lượng đấu qua cái modun này thôi là sạc hai cái luôn. Đấy. Anh em có bao nhiêu thiết bị để cắm tấm thì em để ngoài nắng này. Modun này tiện lắm nhưng mà nó lại rất rẻ, có mấy chục thôi. Đấy. Này là anh em thôi. Đồ là vứt hết trên này, nắng quá không mang xuống nữa. Câu lăng xê này được cái nó không tốn mồi. Chứ từ trưa giờ chắc em ngồi tiếng rồi mà em cứ mắc mồi vào là ý rằng là hết. Thế là em bực quá em chơi quả câu lăng xê luôn. Lăng xê thì cứ thả ngâm chỉ thôi, bởi vì nước mạnh không câu phao được các bạn. Này nước rất là mạnh, gió nó to, nó đang báo là có bão ấy, nên là gió nó mạnh á, các bác nhìn nước nó chạy như này không thể nào câu phao được. Nên câu chì thôi. Em sử dụng chì 10g với lại chùm lăng xê lưỡi nhỏ. Đấy, lúc nào cứ lâu lâu mình nhấc lên mình kiểm tra thôi, có là lấy thôi. Hoặc là nó dính vài con to thì nó sẽ kéo cong ngọn cần cái là mình cảm nhận được là mình nhấc lên thôi. Những cái loại cá rỉa mồi phá ổm này nó nhiều kinh. Em bắt một lúc để xem nó được bao nhiêu con. Đây, em chơi quả lăng xê to vật vã. Quẳng ra kia xem nào. Cái này chỉ có đưa tay thôi. Cái mũ đâu nhỉ? Đâu trở đấy là vui ấy. Con này được hai con. Cái này có khi thu hoạch ấy. Đây, tốn 150 tiền mua mồi. Đâu để xem anh em nó câu cái đàn này. Úi giời ơi. Đây anh em xem này. Cái loại phá ổ nó sao nó nhiều thế này.
nhiều vô kể luôn. Này, đấy, nó phục hơi lên quanh đây. Nó bâu bâu vào đông đông một cái xong nó giật lên kiểu dính mắc một con, hai con. Úi dồi, nó ngửi thấy mùi này, úi dồi. Giật, giật đi, giật. Không được, mảnh quá. Nhẹ nhàng thôi. Cá rỉa chân. Đấy, đấy, cá này chắc không phải mổ á. Chắc chỉ tay bóp cái là được đúng không? Được bao nhiêu con à? Nhiều con phết đấy. Đây anh em, được một con cá nhàng. Được con cá nhàng của nó em giật, con dài dài này. Nhìn ngon không? Tí em nướng con này mới ngon. Rồi, để cho thằng em nó giật cá gần bờ đây. Em phi ra xa xa tí để câu cá to. Đấy, chuột. Nước này nó động mạnh quá. Không câu phao được. Hả? Giật mạnh nó mới dính. Ờ, giật mạnh nó mới mắc được lưỡi. Đấy, đúng rồi. Đấy, liên tục. Cái này chỉ gọi là đam mê thôi anh em ạ. Chứ còn bảo tính kinh tế thì lỗ to, 150 trần mồi mà đi câu toàn cái loại cá cái ti này. Để em cho ra xa xa tí. Đấy, cái này sẽ là kéo kéo đưa lên liên tục thôi chứ không, chứ không ngâm lâu, ngâm lâu nó rỉa hết mồi. Lúc cũng kéo luôn, nó mới dính. Mình vờn. Em vờn. Nước mạnh này câu chì chỉ vờn thôi. Vờn con nào nó ăn là nó mắc là nó sẽ kéo là mình sẽ đưa nó lên luôn. À chỗ này nông thôi này, chỉ tầm này căng này là phải câu cao cao như này mới được các bạn. Đấy. Thả xuống chỗ này nông thôi, chắc hơn mép. Thì mình thả đến đáy là cá nó rỉa rồi nó chẳng mắc lưỡi. Để cao cao này đó. Xem có cá nhàng to không. Ô cong cong cần rồi này. Ui hu, cá to em ơi. Cầm cầm máy, cầm máy đấy. Cầm máy đang quay, đang quay. Quay sao đen xí này. Kệ nó, em cứ sờ vào màn hình nó phát sáng lên mà. À được. Thấy chưa? Thưa. Lên được không? Ôi to hết cỡ luôn. Ôi, cong hết cả cần. Đất cả mình. Đất cả mình, chắc tại đấy mình thả xuống chạm đáy sao ạ. Em lại cứ tưởng cá to lắm. Cái đôi này nó ăn hết của mình rồi. Ui rồi, thiệt to lắm. Đây còn biết tí. Cá một chùm mồi mới được một con khi bằng này. Trời. Cá một chùm lăng xê mới được con khi bằng này. Nhờ con này to nhất đàn hôm nay. Rồi, anh em tiến hành mổ cá. Chắc là nó ăn của mình no lắm rồi. Đây, tì xuống dưới này, tì cắt tay. Cách mổ. Thấy không được đâu đấy. Ui giời. Nó ăn của mình no luôn. Nên xả hết gần hết cái túi mồi này cơ mà. Xả hết gần một cái túi xanh mồi này. Đây này nó ăn kinh lắm. Ổ đây này. Đây giờ xả đây tí kiểu ấy, mấy con bé bé nó thò lên đây nó ăn. Xả đi xong là tí để lấy cái nước uống của mình rửa lại. Được một con to nhất đấy. Nặn à đúng rồi, cạo cạo cả cái đen. Mà đen lên nó đắng. Cho thêm cái này nữa. Anh em. Cho hết rồi. Thôi yeah. Lên anh em đấy. Mời anh em nhé. Đấy, nay là được con cá nó hơi to tí.
anh em nhắm tạm thôi. Ngon. Ôi rồi. Ôi rồi, ớt. Được hạt. Cay không? Cay. Này anh em. Chấm vào bát này nó mới là đẳng cấp. Cái này không mùa không? Mùa chứ. Thử xem cái kiểu nấu bia này xem là nó như nào. Nhưng mà cái gì cái nó có cái gia vị này ăn nó vẫn phê nhỉ. Ngon. Đâu? Ngon ngon ngon. Ừ. Đó. Cho tí cái này vào nữa. Ừ. gia vị rừng. Đây. Nhắm cái này đi, đây. Ừ. Lá mặt trời. Hôm nào là ngon, là ngon. Hôm nào giả vờ lấy cái lá mặt trời ở lá lá gì? Em lăng muốn. Không phải lá mặt trời. À đấy, mày mang ra xong ăn không giả vờ. Mình cắt đi là ngón gì. Cái trứng mà dằm với lại cái ớt với lại cái gia vị này chấm này cũng hay hay nhá. Nhưng mà cái này mà chấm rau cải nhỉ, rau cải luộc ấy nhỉ. Cho tí nước này, chấm dễ. Từ từ. Đấy. Cá rán nó ngon một kiểu mà cá nấu bia nó ngon kiểu các bạn. À, lên tiếp này chỉ có Tây Bắc chúng em mới làm được thế thôi. Tây Bắc mới ăn kiểu này. Mạt đấy. Là miếng bát nước chấm có ớt rồi là có đặc biệt là phải có cái gia vị của Tây Bắc này này. Gia vị này thì bác dùng để chấm hoặc là để nướng cũng được. Đấy. Nếu tất cả những cái loại thịt luộc mà các bác nướng chấm cùng cái này rất là ngon. Gia vị này nó tổng hợp đầy đủ nhá, cả mắc khén rồi là hạt tiêu rồi là hạt tê, nói chung là những cái gia vị cần thiết ấy. Đấy, nên là chuẩn Tây Bắc luôn. Thì cái gia vị này em để trong đường link ở phần mô tả nhá. Thì là các bác cần thì cứ vào đây đặt ủng hộ em nhá. Bây giờ anh em thưởng thức tí xem nào. Khai màn đi. Khai màn. Chiến đấu được rồi. Nói chung là tầm tối như này này, các bác xem này đấy, tầm này view là cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà để mà câu đêm là phải chuẩn bị mồi câu đêm cơ. Chứ hôm nay là em không mang mồi câu đêm, chỉ mang cái mồi câu cá chép ban ngày thôi. Thì là nó, cái cá con nó rỉa nhiều quá em không câu được, nhưng bắt buộc là em phải dừng. Để có clip sau là em sẽ đi câu đêm nhá. Thì thu thập khoảng tầm hơn chục cần gì đấy em cắm thì mới được cá to. Đấy. Đây là thủy điện Cốc Ly đấy.